Xin giới thiệu với anh em, đây là con tê tê. Nó kiếm ăn bằng cách thò chiếc lưỡi dài của mình vào tổ kiến để bắt kiến ăn. Sụp kiến béo thế nhờ. Ui dồi ôi, đây có phải là cái tổ kiến đâu, đây là cái hang của con chuột chuối cơ mà. Không biết con tê tê đã liếm được cái gì mà nó bảo là béo nhở. Chắc là nó bắt được một con giun kim từ đít của con chuột đấy. Mất trinh rồi. Trời ơi, tôi đã mất trinh rồi. Bạn đến rồi thầy ơi, mang hàng ba cái cho thầy luôn. Nhà tôi vừa mua online, quá trời đồ nhựa của showroom Duy Tân. Vừa rẻ, vừa bền, lại an toàn với sức khỏe. Tôi biết. Nhưng sao anh lại mang đến đây? Cháu em bảo thầy mời tôi đến có việc cần bán. Úi dồi ôi, đúng là gia đình em có truyền thống đần đồn gia truyền mà. Thầy giả bảo có việc cần bán là có việc cần bán bạc cơ mà. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Uê, vãi cả linh. Ha ha, tao tìm được cả hai mảnh rồi. Đấy, thấy chưa? Tao đã bảo rồi mà, đi đổi xe đi. Ha. Úi dồi ôi, chiếc xe bị cửa thành hai mảnh như thế này thì làm sao mà chạy được đây? Chắc là phải mua kéo 5x2 với mít tôm để dán lại quá. Chỗ này là Omnipotent City, các vị thần ở khắp nơi tụ hội tại đây. What the hell? Đó cũng là thần hả? Ờ, chắc vậy. Có cả thần mặt trời Nika nữa nè. Tớ rất thích ngủ, tớ cũng thế. Hay là mình cùng đi ngủ nha. Vì khi đó, tớ không phải nhìn thấy cậu nữa. Cậu cứ nhắm mắt vào là không thấy tớ đâu. Tớ hứa. Thôi, mày đừng có bốc phát. Mày đừng có mồm điêu đi. Đây là hai cây xúc xích đang đi tìm bến đỗ cho cuộc đời mình. Cây xúc xích đầu tiên thì chọn đến Hàn Quốc, còn cây xúc xích thứ hai thì chọn đi đến nước Mỹ. Chào người anh em, hẹn gặp lại nhé. Ok, hẹn gặp lại. Chúc may mắn, may mắn. Đất Mỹ tuy phồn hoa nhưng sao lạnh lùng quá. Hey boy, anh có đang cảm thấy cô đơn không? Hãy đến với em nhé, ruột em trắng. Wow, anh đến với em liền đây. Thiệt là nóng bỏng quá đi mà. Mình đã chọn đúng nơi để đi, thật tuyệt vời. Alo, anh thành hot dog rồi à? Cây xúc xích ở Hàn Quốc thầm nghĩ, anh ấy quả nhiên rất may mắn. Hả? Cái gì vừa chọc vào mông mình thế này? Bao nhiêu một cây á? 5.000 nhé. Đệt. Úi dồi ôi, khổ thân cây xúc xích ở hàng bị người ta đem ra làm xiên bẩn nên đau đít quá trời. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận.